Chạy lên đi, chạy to hơn nữa đi, thiêu lụi cái lũ dân làng ngu ngốc nghèo mạt hạng này. To gan dám chống lại chính quyền, chống lại hải quân, chống lại tộc Thiên Long Nhân bọn ta, cho bọn chúng chết hết đi. Chào các bạn, trước mắt của các bạn là cảnh ngôi làng của tôi bị thiêu rụi. Bởi vì chúng tôi không chịu được sự áp bức của lũ Thiên Long Nhân nên đã không đóng thuế cho chính phủ. Kết quả bọn chúng đã dẫn tới một bầy hải quân và giết đốt phá làng của chúng tôi. Về phía cá nhân của mình, tôi có tên là Râu Trắng. Trong một lần đi săn thú, tôi vô tình về trễ nên phát hiện được cảnh kinh hoàng này. Tôi rất là đau lòng. Nhưng bây giờ chỉ còn một mình tôi còn sống mà thôi, không thể nào chống lại lũ hải quân đó, đặc biệt là tên Thiên Long Nhân kia, võ công vô cùng cao cường. Tôi đành phải núp vào rừng sâu để tìm cách chờ ngày phục thù. Giết! 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 Lũ sinh vật nhỏ bé kia, hãy vào bụng của ta hết đi! Còn quái vật này, trông nó ghê gớm và mạnh quá! Hay lắm! Sẵn tiện để cho mình luyện tập, mình phải nâng cao sức mạnh để sau này còn đi báo thù nữa. Này, con quái vật to lớn khốn kiếp kìa, bộ vợ của ngươi đi cua chai cắm sừng lên đầu của ngươi, sao ngươi nhiều sừng thế? Mày nói cái gì? Mày dám chọc điên tao à? Còn to mồm nữa hay không? Đừng có khinh thường tao là một con người nhỏ bé. Tao là một dũng sĩ đã hạ rất là nhiều con quái vật to lớn trên mảnh đất này. Đừng, đừng giết tôi mà. Tôi còn mấy chục em vợ sexy đang nằm ở nhà chờ tôi đem thức ăn về đó. Làm ơn. Người nhớ đó, lần sau không có được tàn sát những sinh vật vô tội như thế. Nếu mà muốn kiếm thức ăn, các người có thể ăn cây cỏ cũng được mà. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Tôi cảm ơn ngài nhiều lắm. À đúng rồi, tôi hồi nãy có nhặt được cái thứ này. Tôi tặng cho ngài. Hả? Thứ này là gì mà sao nó tỏ ra hào quang ghê gớm quá vậy? Trời đất ơi, nó giống như một loại trái cây vậy. Không lẽ là trái ác quỷ hay sao? Hãy ăn nó đi, hãy ăn nó đi, có thể sẽ giúp ngài mạnh lên đó. Được rồi, được rồi. Trời ơi, thật là dở, thật là khó ăn quá đi. Ủa sao ta chẳng thấy có gì thay đổi trong người ta thế? Chắc có lẽ ngài cần phải kích hoạt sức mạnh của trái ác quỷ, thức tỉnh nó thì nó mới mở ra giới hạn của mình được. Ngài thử đi tập luyện xem sao. Trên đường trốn chạy lũ hải quân tàn độc, tôi đã bắt gặp một con quái vật khổng lồ và tấn công nó. Nó cầu xin tôi tha mạng và tặng cho tôi một trái ác quỷ lạ lùng. Tôi ăn vào và bắt đầu luyện tập ngày đêm. Trải qua rất là nhiều tháng, cuối cùng tôi đã bắt đầu thức tỉnh trái ác quỷ. Hay lắm. Thì ra trái ác quỷ này có khả năng tạo ra động đất, có khả năng làm cho không khí xung quanh bị lay chuyển. Được rồi, đến lúc mình phải đi tìm lũ hải quân, giết chết hết bọn chúng, trả thù cho dân làng của mình. Cứ chạy mãi đâm đầu ra phía bờ biển, thì lúc này tôi thấy được vài tên hải quân, nhưng dường như không phải là cái lực lượng của tên Thiên Long Nhân đã đốt dân làng của tôi, mà là một lực lượng hải quân khác đến để chấn giữ cái vùng này. Chết tiệt, tôi thấy hải quân ở đâu là tôi căm thù và muốn xóa sổ bọn chúng ở đó. Tôi cũng nhanh chóng vùng cái cây trường đao mới tạo để phù hợp với năng lực của mình lên và chém vào người của lũ hải quân này. Tuy nhiên thì các bạn thấy đó, mặc dù đây là những tên binh lính mà thôi, bọn chúng cũng khá là mạnh. Nếu là trước đây thì tôi chưa chắc gì đã đánh bại được một trong số bọn chúng. Nhưng bây giờ thì đã khác. Nhờ luyện tập cộng với trái ác quỷ, thân hình của tôi vạm vỡ, to lớn và lực lượng hơn. Chạy đi, mau báo cho đồ đông, chúng ta đã phát hiện được trái ác quỷ động đất rồi. Có kỹ năng trái ác quỷ này mà tấn công chúng ta. Lũ khốn kiếp đi, mấy tháng trước các ngươi đến đây để tàn sát dân làng của ta, bây giờ tới đây còn muốn lấy trái ác quỷ của ta nữa à? Chết đi! Hả? Ai mà có ánh hào quang ghê gớm quá vậy? Không lẽ là tên đô đốc của lũ hải quân chó săn Thiên Long Nhân hay sao?
Chết tiệt. Vậy thì mình sẽ giết luôn hắn. Thì ra là ngươi đã ăn trái ác quỷ động đất. Hãy mau đầu hàng hải quân của bọn ta. Nếu không ta sẽ giết ngươi để lấy lại trái ác quỷ đó. Đầu hàng lũ khốn các ngươi à. Đô đốc Sengoku, dừng lại. Tên ăn trái ác quỷ động đất là của bọn ta. Lũ chết tiệt hải tặc đây. Này, hãy tỉnh dậy đi. Hai người là ai? Hai người cứu ta. Hai người muốn gì? Bọn ta là hải tặc. Bọn ta ngưỡng mộ sức mạnh từ trái ác quỷ mà ngươi đã ăn. Bọn ta muốn mời ngươi gia nhập vào băng đảng của bọn ta để thống trị biển cả. Không bao giờ. Ta không phải trả thù cho dân làng của mình, giết chết lũ hải quân. Còn nếu ta muốn làm hải tặc, ta sẽ tự lập cho mình một băng đảng, không muốn gia nhập vào các ngươi. Hả? Ngươi vô ơn vô nghĩa như vậy sao? Hãy gia nhập vào bọn ta đi. Bọn ta có rất là nhiều vàng bạc châu báu, có rất là nhiều gái đẹp. Cho ngươi ôm một lúc mấy chục em ngủ luôn. Oh my god. Ta không cần ơn nghĩa của các ngươi, sau này ta sẽ trả. Còn bây giờ ta phải tiếp tục luyện tập, tiếp tục mạnh hơn để giết chết tên Thiên Long Nhân và cả lũ hải quân cản đường. Đây, tên của ngươi là gì? Nếu sau này muốn gia nhập hải tặc, hãy đến bờ biển bắt tìm chúng ta. Tôi là Râu Trân. Sau khi tấn công lũ hải quân thất bại, may mắn được hai tên hải tặc vô cùng mạnh cứu, và bọn chúng mời gọi tôi gia nhập băng đảng của bọn chúng, nhưng tôi đã từ chối. Tôi cũng nhanh chóng tiếp tục chạy thẳng vào khu rừng sâu quê hương hòn đảo của tôi để bắt đầu luyện tập thêm nữa. Tôi tìm những con quái vật mạnh nhất tại vùng đất này, những con quái thú khát máu, khổng lồ, dữ tợn và đầy ma thuật. Tôi chống lại bọn chúng và chiến đấu rất nhiều ngày đêm. Tôi giết từng con, và sức mạnh cũng như cơ bắp của tôi càng ngày càng phát triển. Đằng kia còn thêm vài con nữa. Cố gắng, hy vọng trái ác quỷ động đất của mình sẽ khai phá thêm một tầng mới. Wow, gì vậy? Trời đất ơi, không khí bị mình đâm vỡ ra thành từng mảnh luôn. Thật là tuyệt vời. Được rồi, mình sẽ nhanh chóng ra lại bờ biển để tuần tra xem có tên hải quân nào hay không, giết chết bọn chúng, rồi tra hỏi bọn chúng chỗ của tên Thiên Long Nhân đang ở đâu. Hả? Không có tên hải quân nào cả, mà thay vào đó là một con nhỏ hải tặc mập địch à. Mẹ kiếp, người chửi ta mập địch à. Tưởng ta sang trọng như thế này, trai nó theo đuổi ta còn không kịp nữa kìa, thằng khốn. Mà biến khỏi đi, con mụ xấu xa. Nơi đây là mảnh đất quê hương của ta. Khốn kiếp. Ủa, sức mạnh của trái ác quỷ động đất. Ngươi là kẻ đang trái ác quỷ động đất hay sao? Hay quá, cuối cùng ta tìm được ngươi rồi. Tránh xa ta ra, con mụ xấu xí này, ngươi hơi nách quá à. Ngươi tới đây có phải muốn giết chết ta, cướp lấy sức mạnh của ta không? Dừng lại đi, ta tới đây chỉ muốn mời ngươi gia nhập vào băng hải tặc của ta thôi. Ta không cần. Đúng rồi, nếu ngươi cho ta biết được tên Thiên Long Nhân và băng hải quân của hắn đang ở đâu, thì ta sẽ gia nhập vào băng hải tặc của ngươi. Hắn ở bờ biển đông đó. Nào, hãy cùng ta gia nhập vào băng của ta, ta sẽ giúp ngươi đánh bại hắn. Hãy đợi khi nào ta giết được hắn, ta sẽ tìm ngươi. Giờ thì ngươi hãy biết đi. Mình sẽ sử dụng thuyền của cái con mẹ mập địch hồi nãy để đi về phía bờ biển đông, tìm được tên Thiên Long Nhân khốn kiếp đó. Tôi cũng nhanh chóng bắt đầu cuộc hành trình lên đền trên biển để đi báo thù. Cứ đi mãi, rất nhiều ngày, cuối cùng tôi đã tới được bờ biển đông. Hy vọng lũ khốn kiếp đó vẫn còn đang quậy phá trên cái bờ biển này. Hả?
Hình như trên đất liền đang có hải quân thì phải. Hay lắm. Nhìn kia anh em, dường như có một tên hải tặc to gan dám tới địa bàn của chúng ta bảo kê thu thế. Mày tập trung lại, chuẩn bị ứng chiến, giết chết hắn. Đúng rồi, đúng rồi. Là lũ chết tiệt đây. Đến lúc các ngươi nở máu phải trả bằng máu rồi. Chết hết đi. Mạnh quá, anh mạnh quá. Thì đây là kẻ đã ăn trái quỷ động đất. Chạy, chạy đi. Hả? Thiên Long Nhân bọn theo. Chết đi. Xin cô cứu, tao tới đây cứu ta. Dừng lại đi, tình đầu trắng khốn kiếp kia. Lần trước ta may mắn để ngươi thoát chết, lần này ngươi đừng hòng chạy thoát. Là tên đồ đốc xin cô cứu hồi trước mình gặp hay sao? Thật không ngờ hắn cũng ăn trái ác quỷ. Đúng vậy, trái ác quỷ ta ăn chính là trái ác quỷ Phật tổ, sức mạnh vô biên. Giờ thì ngươi chuẩn bị tan xác đi, ta sẽ thu hồi lại trái ác quỷ động đất từ cơ thể của ngươi. Không, không, ta phải báo thù cho dân làng của ta. Tên hải quân chó săn bảo vệ cho tên Thiên Long Nhân bẩn thỉu đó, ta còn quyết chết cũng kéo các ngươi theo. Cái gì thế kia? Ngươi lại thức tỉnh sức mạnh của trái quỷ động đất. Đúng vậy, lần này ta đã thức tỉnh là lần thứ ba rồi. Chẳng lần này sẽ mạnh nhất, tiễn ngươi về Tây Thiên. Chết đi. Đến lúc rồi, cho tên Thiên Long Nhân ấy biết thế nào là tội ác của mình. Mau ra đi, tên khốn kiếp kia. Đừng, ngươi không thể nào xúc phạm ta đâu. Ngươi tưởng ngươi cao quý hay sao? Cái thứ bẩn thỉu như ngươi phải xuống địa ngục đền tội cho dân làng của ta. Đừng.